Thế bây giờ đang muốn yêu chưa? Để chốt đơn luôn nào. Bây giờ á? Ừ. Em chốt anh rồi. Xuất sắc mẹ luôn. Ai Thiên ơi, đi xuống đi ăn đi em. Ừ. Thôi em không ăn đâu, em không muốn chơi game hả? Thôi game gì nữa? Thôi. Cái game này á, hôm bữa anh chỉ em nè. Thôi em kiếm được nhiều tiền từ cái game này lắm luôn đấy. Anh ngồi xuống chơi game với em đi. Thôi em đâu? Ơi, thì anh nói lắm rồi. Thôi đi. Mà, ngồi xuống chơi. Bây giờ thế này đi, anh sẽ chơi với em một ván. Nếu như mà em thua anh thì hai anh em mình đi ăn luôn. Anh sẽ cờ cầu bên này. Nếu như anh thắng, em với anh sẽ đi ăn luôn. Còn nếu như anh thua thì anh sẽ ngồi xuống chơi với em. Cái trò này kiếm được nhiều tiền lắm anh em này. Trước mình đã từng giới thiệu cái trò này ở trên kênh của mình rồi đấy. Thôi rồi, nghỉ thua lắm các ông ạ. Haha, anh thắng nhá. Thế thì đi ăn thôi. Ok, anh em nào có hứng thú với trò chơi này thì link tải mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nha. Cảm ơn anh em. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Hip. Và lại một tuần trôi qua rồi và bây giờ chúng ta lại được gặp nhau trên kênh của mình. Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, mình sẽ gửi tới mọi người một video về chủ đề những cuộc gọi định mệnh. Và nội dung của cuộc gọi định mệnh ngày hôm nay là gì thì các bạn hãy xem cho đến hết video thì sẽ biết nha. Sẽ vô cùng hấp dẫn và có nhiều điều bất ngờ xảy ra đấy. Và các bạn cũng đừng quên là hãy ấn like, share và subscribe cho kênh Là Thát Vlog của mình để mình sớm đạt nút vàng mang về khoe cho mọi người nha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi quanh đây để tìm những bạn trẻ để mời các bạn ấy tham gia thử thách của chúng ta ngày hôm nay nha. Liệu điều gì sẽ xảy ra? Hãy chờ xem. Ok, let's go. Đầu tiên thì em hãy giới thiệu sơ qua về bản thân mình cho mọi người được biết đi, là em tên là gì, em sinh năm bao nhiêu và em đến từ đâu? Em tên Bảo Vy, sinh năm 2K3, đến từ Thanh Hóa. Hiện tại bây giờ thì em đang làm công việc gì hay là học gì ở ngoài Hà Nội? Em làm mẫu ảnh tự do. Hiện tại bây giờ em đang còn độc thân hay đang có người yêu rồi? Em độc thân. Đéo tin. Độc thân. Có tin đâu. Tin chứ. Tin tên đéo là được. Đã bao lâu rồi em chưa có người yêu? Một năm rồi. Tại sao trong vòng một năm qua em không có thêm bất kỳ mối quan hệ nào khác? Tại vì là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Em chưa muốn yêu. Bây giờ vẫn chưa muốn yêu. Tập trung vào công việc hơn. À, bây giờ muốn tập trung vào công việc hơn. Sao hôm nay gặp toàn mấy bạn kiểu 2K3, 2K4 và toàn có kiểu chưa muốn yêu, thích tập trung vào công việc mới sợ như này. Ok, được rồi. Thế em có một mẫu người yêu lý tưởng nào, một người như con trai như nào thì em sẽ ấn tượng? Cao. Cao cỡ nào? Tầm 1m8 ạ. Cái gì? 1m8 ấn tượng. Anh bao nhiêu? Anh chưa được 1m8. Thế tầm anh là được. À, tầm anh là được, may quá. Thế bây giờ đang muốn yêu chưa? Để chốt đơn luôn nào. Bây giờ á? Ừ. Em chốt anh rồi. Xuất sắc mẹ luôn. À thế à? Thế thôi nhá, chúc các ông may mắn lần sau nhá. Ngoài cao ra thì còn một cái tiêu chuẩn gì nữa? Thơm. Thơm là như nào? Kiểu sạch sẽ, luôn thơm ấy. Thế này bảo em có muốn gửi anh không? Đúng là con trai của ta. Ngày hôm nay cái thử thách mà anh muốn đặt ra cho em ấy, đó chính là gọi điện cho người yêu cũ của em để nói quay lại với bạn ấy. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào? Hai người chia tay nhau bao lâu rồi nhỉ? Cũng được mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi á? Ủa thế sao với em bảo em độc thân một năm? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Là như nào? À, nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Giờ tính lại cũng mấy tháng nào rồi. Bây giờ nói chốt lại quả thật chứ nào, thật lòng với nhau xem nào. Bao lâu rồi? Mấy tháng rồi. Là em độc thân mấy tháng thôi. Ừ. Thế trong suốt khoảng thời gian chia tay nhau rồi thì có nói chuyện lại với nhau không? Thỉnh thoảng thì cũng nói chuyện, nhưng mà giờ thì ngưng rồi. Ngưng rồi hả? Kiểu chia tay nhau ở trong yên bình hay là kiểu chia tay nhau trong bão tố? Yên bình thôi. Yên bình. Thế thì ngày hôm nay em thử là gọi điện cho bạn đấy xong rồi nói quay lại xem là bạn đấy sẽ như thế nào. Em nghĩ là bạn đấy sẽ như thế nào? Từ chối. Từ chối á? Lúc chia tay thì ai là người chia tay trước? Bạn
bạn ấy. Bạn ấy nói chia tay là bạn ấy chán em hay sao, hay bạn ấy có người khác hay như nào? Không, kiểu cả hai không hợp nhau ấy. Vô lý. Với cả cũng ít nhắn tin hơn. Ok ok, thế thì cứ gọi nhá, gọi thử xem là hỏi đâu, em cứ hỏi tình hình người ta dạo này như thế nào, có khỏe không. Sau đấy thì em bảo là ví dụ như em có thể đặt ra một trường hợp là em đang uống say chẳng hạn. Đấy. Xong em bảo em nhớ tới kỷ niệm này nọ cái thứ của hai đứa chẳng hạn, có thể nhắc tới một kỷ niệm. Có phải là ngày xưa anh có cái gì mà kiểu không thích ở em hay là ghét ở em hay cái gì đó. Đấy. Xong hỏi ví dụ như lý do tại sao anh còn nhớ là ngày xưa vì sao mình chia tay nhau không. Đấy, như thế. Và thế bây giờ mà ví dụ mà quay lại thì sẽ như thế nào. Đấy, ví dụ thế. Alo, đang làm gì á? Nụ cười đã tắt, đằng sau cũng tắt. Bởi vì anh tắt nụ cười, chỉ toàn nhân lấy nụ cười. Ủa sao lại tắt đi? Gọi lại phát nữa xem nào. Phũ phàng thế, mạnh phũ phàng thế. Cái mic của em bị làm sao? Vi đây. Một người từng thương nhiều rồi cùng hóa người xứ. Em có thể chia sẻ cảm xúc bản thân hiện tại bây giờ em cảm thấy như nào? Buồn. Em có nghĩ là một cái lý do nào khiến cho bạn đấy lại làm như thế không? Khi mà vừa nghe tên em thì bạn đấy tắt đi rất nhiều lần. Chắc tại lúc trước em kiểu... Em quay. Sao? Nhắn tin đi, và lại không kiểu không quan tâm nhau ấy. Kiểu như... Mày ghét em. Tức là kiểu trong khoảng thời gian mà yêu nhau thì kiểu mình vô tâm với người ta đúng không? Không dành nhiều thời gian cho người ta. Em có thể đưa ra một cái lý do cho sự vô tâm đấy không? Là do thực sự em bận thật hay là em hết tình cảm với người ta? Một phần cũng do bận. Một phần? Hay là cái việc bận đấy nó chỉ là lý do thôi? Kiểu như cả ngày, làm cả ngày ấy, tối về thì nhắn tin vài câu thôi, kiểu như... chán. Sau rồi thì cứ im lặng như thế chia tay nhau hay là có gặp nhau nói chuyện rõ ràng không? Không gặp nhau. Tại vì em ở ngoài đây mà, còn bạn ấy ở quê. Xong rồi sau khi chia tay nhau xong rồi vẫn sẽ kiểu theo dõi, vẫn kết bạn với nhau bình thường đúng không? Kiểu nhắn tin nhau ấy. Kiểu nhắn tin qua lại nhưng mà kiểu... Có bao giờ nghĩ đến chuyện là sẽ quay lại với nhau chưa? Rồi. Xong rồi sao? Xong rồi kiểu như hôm đấy là kiểu thằng anh em ấy và là để review ở trên Facebook ấy. Nên à, là để kiểu như là có một mối quan hệ gì đấy với em đúng không? Kiểu như không, nó nhờ em thôi, nhờ em để Xong rồi sao? Bạn ấy phản ứng như nào? Xong rồi không nhắn tin nữa. Ủa, anh đang nói là có bao giờ mà hai người có em hoặc là bạn đấy nói đến chuyện quay lại hay có suy nghĩ về chuyện quay lại chưa mà? Kiểu đang có ý định quay lại. Tức là lúc đấy có ý định quay lại với nhau rồi nhưng mà khi mà em làm điều đấy với cả một người khác thì bạn đấy quyết định là không nói chuyện với em nữa. Nhưng mà tại sao em lại làm thế? Nếu mà em đã có suy nghĩ là muốn. Nhưng mà lúc đấy kiểu như là bạn bè thôi. Thì kể cả bạn bè nhưng mà em đã nói là ở bản thân em là có suy nghĩ là muốn quay lại với người ta rồi. Có đúng không? Có không? Nhưng mà kiểu như là bạn ấy chỉ muốn làm bạn thôi là... À, tức là cái việc mà muốn quay lại là ở em thôi đúng không? Thế bây giờ bạn đấy đã có người yêu mới chưa? Em cảm thấy nào khi biết là bạn ấy có người yêu mới? Thì
cũng vui cho người ta thôi. Ok, rất là tiếc vì ngày hôm nay bọn mình đã không có duyên để có thể có một cuộc gọi định mệnh nó đúng nghĩa và nó trọn vẹn. Nhưng mà không sao, anh có thể hẹn em một lần sau và với một cái nội dung khác. Mong rằng là sau này khi mà em có bất kỳ một thêm một mối tình nào thì em sẽ dành không cần phải nhiều quá nhiều thời gian nhưng mà cũng đủ để cho người ta không có cảm giác là mình vô tâm với người ta. Chúc em đi chơi vui vẻ nhá. Hẹn gặp lại em vào một tập nào đó gần nhất. Ok. Chào anh em nhá. Thời gian qua thì anh em thắc mắc là mình kiếm tiền từ đâu thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách mà mình kiếm tiền nhá. Hiện tại thì mình đang chơi cái con game 68 game bài mà lần trước mình đã giới thiệu qua cho anh em ở video trước rồi ấy. Con game này thì nạp rút 1-1, nạp 100k thì khuyến mại 50k, nạp 300k thì khuyến mại 100k cho anh em. Khi mà anh em tạo tài khoản thì sẽ có ngay 5888k nhá. Anh em nào mà muốn kiếm tiền bằng việc chơi game thì hãy tải ngay cái con game này về nhá. Nếu mà anh em cần hỗ trợ gì thì hãy liên hệ qua Telegram để được hỗ trợ anh em nhá. Link tải game thì mình vẫn để ở dưới phần mô tả cho anh em nhá. Chúc anh em sẽ có một trải nghiệm thật thú vị và kiếm được thật nhiều tiền từ con game này nhá.